Mới đây thì một robot khủng màu vàng di chuyển trên đường ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thắc mắc ai là chủ nhân của chú robot này. Theo đó anh Bùi Trường Vi sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh chính là chủ nhân của chú robot khủng mà cộng đồng nhắc đến. Vi cho biết là một công ty VNX lập trình robotic, thiết kế đồ họa và có niềm đam mê về robot. Nên cách đây khoảng mấy tháng, đặt mua con robot nặng 15 kg từ Trung Quốc, nhưng đó chỉ là cái vỏ như là bộ đồ. Sau khi mua về mặc vào để thực hiện biểu diễn cho khách xem ở các quán, khu vui chơi. Vào mỗi sáng thì anh thường bận bộ đồ robot này đến các trường cấp 1, cấp 2 làm sự kiện tạo hứng thú cho học sinh học tập thực hành. Đến nay anh đã hơn đã đến hơn 100 trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. trên ảnh robot lan truyền trên mạng, nhiều người đã tỏ ra thích thú. Hiện clip về robot khủng lang thang trên đường được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.